Em xin chào các bác nhé. Sau đây em sẽ tiến hành test cho bác khách này. Bác tên là Trần Thanh Tùng à. Đấy, ở tỉnh Kiên Giang, có đuôi số điện thoại là 1855. Đặt cái cặp toàn giải, có mã đây là Panasonic, có mã là C300. Đấy. Đây nhá, cặp toàn giải của bác đây. Đấy, cái căng thì em phải mở ra thì test nó mới đảm bảo được đây. Đấy. Đấy, vừa rồi thì em test phát luôn liền tụt tèo mấy cặp luôn cho các bác luôn. Đấy, có bác Peeler rồi bác Kenwood rồi đấy, bác này Pala. Đấy, còn mấy bác nữa thì em sẽ test luôn một thẻ luôn. Ok, đấy còn đây, đống còn nào 1 2 3 cặp nữa. 3 cặp và một bộ dàn nữa. Đấy là xong. Ok thì bây giờ sẽ test trước cho bác Pala nhá. Đấy rồi test cho hai bác Hùng với cả bác Hùng với cả bác Hùng với bác gì đấy nhỉ? Bác Hùng với cả bác này là bác Kiên. Bác Hùng với cả bác Kiên nhá, là hai cặp loa xong. Và còn bác Thanh ở Thanh Hóa là bộ dàn này nữa này. Rồi, thì ba bác đây em tí nhá, em sẽ test bác này trước. Ở đây thì âm đi thì em đang test cho bác khách kia thì em sang em test luôn này. Đấy. Em sẽ test từng loa một nhá. Bác có nhìn rõ không? Đấy. Test từng loa một. Con loa này của bác thì cái dây này bên đấy người ta đã cắt một phần rồi. Đấy thì em sẽ đấu nhá. Đây. Đấy, bên kia người ta lại cắt mất cái đoạn đầu này. Thế là em đang phải mượn một cái dây dài dài của em để test thử tạm cho bác. Đấy, vậy thì bác đấu vào cho em nhá. Bác cần dây bác đấu vào cho em. Đấy, hàng bãi thì nó nhiều khi nó phải thế này mới chuẩn bãi các bạn. Đấy, rồi em sẽ lên nhạc này. Con này toàn giải thì không cần phải chỉnh ba tép nên em để ba tép cân bằng luôn. Chưa quên đất Bắc Hà nhớ mong anh lắm, người Bắc Hà như chén rượu đông say, những đàn môi như gọi lòng ta, chờ tay anh hai mận vàng trái chín. Ok bác nhá, vậy là một chiếc bác lên này. Đấy. Đây thì tí tiện em test luôn hai cặp này luôn cho các bác kia luôn. Đấy, ấy giả à? Em bị kia. Cái này là cái nó đâm vào tay cái đồng này. Thỉnh thoảng văn văn nó đâm vào tay đâu á. Đấy, xong một chiếc của bác này. Ok, để sang bên này. Đấy. Em phải test từng chiếc một này thì nó mới gọi là chuẩn được các bác. Tưởng tức tức cái này nó có hai cái đồng nó đâm vào tay nó không ạ, đâm rất đau. Cái đầu này của em dây trắng nó hàn thiếc nên là nhiều khi nó bị tuột một cái sợi đồng ra, nó bung một sợi đồng ra thì nó đâm. Đấy. Ok lên nhà. Xuân đến rồi bạn làng ơi, thơ bạc
Đấy, vậy là đã test xong cho anh cái cặp toàn giải này rồi. Đấy, Piolo các thứ thì mấy cặp kia thì em test xong rồi, cặp kia thì test lúc quay rồi. Còn cặp này thì em vừa test xong, Piolo vừa test bàn giao cho bác xong. Đấy, cặp quay xong rồi nhá. Đấy, bây giờ em sẽ kết thúc video và em sẽ test tiếp cho hai bác này. Đấy. Đấy, nhà em thì nói chung là phải test như vậy thì nó mới chuẩn được các bác, chứ không phải là test vớ vẩn được. Đấy. Làm cái gì nó phải chuẩn chỉ các bác. Đấy, bán là phải đảm bảo cho bác là loa lên sống bình thường. Cái căng này nó là kiểu chế độ cỡ cài nên bác mở cẩn thận nhá. Đấy. Cài trước này, đấy, nó là dòng cỡ cài. Ở dưới đó là cỡ cài, còn trên nó là cỡ đóng. Đấy, mình mở thì mình hơi lệch sang bên lệch trái lệch đường nào cái. Cỡ nó mở ra thì bắt đầu đóng vào. Đấy. Ok. Rồi. Nó thiết kế kiểu cỡ cài này. Thì cũng hơi có đóng rồi. Ok, xong quá nhá. Đấy. Vâng, em xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào các bác nhá. Cảm ơn anh đã tin tưởng đặt cái sản phẩm này bên em. Chúc anh và gia đình luôn luôn mạnh khỏe nhá. Và có những phút giây thư giãn bên sản phẩm bên em. Ok, tiếp.